Chú voi con ở bản đồ. Chị ơi, tại sao chú voi con lại ở bản đồ nhỉ? Thế chú voi con không ở bản đồ, chả nhẽ lại ở dưới nước với chị à? Đúng là hà mã khờ quá. Em không biết thì em mới hỏi chứ. À mà thôi, chị đói quá hà mã à. Vâng, thế chị đợi em ở đây 5 giây, có ăn luôn. Ok. Hey. Trời ơi, quăng từ sáng đến giờ chả được con cá nào, rõ chán. Thôi, lên trên kia kìa, nhiều cá to lắm. Bọn mình lên đây bắt đi. Ừ, đi đi. Cậu tin tớ đi, chỗ này á, đầy cá to cho mà xem. Để tớ kêu thử nha. Nặng nặng, để tớ kêu phụ nha. Sao mà nặng thế nhở? Hai ba. Cái gì mà nặng thế? Thì hai nhìn kìa. Nàng tiên cá Hà Phàm à. Ui, mình mà bắt được nàng tiên cá để bán á, một đống tiền đấy. Đứng lại. Không, mày chạy đi đâu hả? Không. À, mày hết đường chạy nha. Anh em cho nó một trận. Lên cho. Mày này, hoang mi này. Chắc nó ngủm rồi đấy. Bọn mình đi thôi. Đi cả cậu. Mày. Dạ. Rồi các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì các ngươi đã gây ra cho ta. Hất đi. Đi. Vâng ạ. Hai người tha cho ta đi. Tha? Tha làm sao được mà tha? Không bé ơi. Muốn cái gì tôi cũng cho mà. Thật á? Ừ. Thế biến thử cái gì? Ăn được xem nào. Được được, tôi biến ra ngay. Đây này. Đưa đây xem nào. Blippi thật này. Yes, phát tài rồi. Thế bây giờ hai người thả tôi đi được chưa? Ê, thả làm sao được mà thả. Blippi, bế nó đi sản xuất bim bim. Ok. Không. Đừng. Để xem, lần này hai người chạy đi đâu. Ê ơi, đau quá. Ê, mọi người đợi tôi với. Mami lần lên chạy mau. Chạy à, bà chủ, lại để chúng nó trốn thoát rồi. Này, đợi tôi với. Hai người định làm gì ta? Không. Làm gì à, đi theo ta rồi biết. Chạy mau. Đi đâu mà chạy như ăn cướp thế? Bọn tao vừa gặp Mommy lần lét, xém chết đấy. Mommy á? Thế anh chị gặp Mommy lần lét ở đâu đây? Bọn tao mới gặp ở bờ sông kia kìa. Vừa mới kéo được con nàng tiên cá lên, đã bị nó tóm mất đi rồi. Hả? Nàng tiên cá? Ôi thôi, chết rồi. Anh chị ơi, anh chị mau đưa em tới căn cứ của Mommy lần lét để giải cứu nàng tiên cá đi. Họ hàng gì mà tao phải cứu? Đúng đấy. Thôi, chuyện dài lắm. Đi em kể anh chị sau, không phải cứu đâu. Tao sợ lắm, không đi đâu. Đúng rồi đấy. Đừng, anh chị đi cùng em đi. Không, đi mà. Mommy lần lét, người bắt ta đến đây làm gì? Nàng tiên cá, ta muốn xin ngươi một việc. Ta có thể giúp gì được cho ngươi? Đâu nhở? Ôi dồi, kìa kìa. Hey, anh chị, nhìn xem. Mommy lon lét kìa. Nàng tiên cá kìa. Hà mã, mau lên cứu nàng tiên cá thôi. Vâng vâng. Ngươi hãy cho ta đuôi cá này, ta sẽ tạ ơn ngươi một đôi chân, để ngươi có thể tự do đi lại, vui chơi với các bạn của ngươi. Nào, trả lời ta đi. Thôi được, ta đồng ý. Người quyết định đúng đắn đấy. Vậy thì chúng ta trao đổi thôi. Wow, đẹp quá. Ta cảm ơn ngươi nha. Bây giờ ngươi có thể đi rồi đấy. Vậy ta đi đây, chào ngươi. Hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Có đôi chân này thật là tuyệt vời. Không, ngươi định làm gì ta? Nàng tiên cá, ngươi tưởng ngươi có thể rời khỏi đây dễ dàng như vậy sao? Ngươi, đồ lật mặt. Lật này. Không. Lật mặt là nghề của ta mà. Chờ xem, ngươi và đám bạn của ngươi sẽ phải chết. Vào đây. Mở lên xem. Lại là cái con hất ghi này. Nhân danh điện đội Yumi, tớ đề cử Blippi. Ôi, lên nhà con hất ghi này. Sao lại là tớ? Chả cậu thì ai. Đi nhanh, nhanh, luôn. Tôi rồi. Hất ghi ơi. Kìa,
chứ Si, em không ở nhà mà ra đây làm gì? Con nhớ anh quá, muốn anh về chơi với nó kìa. Con nhớ à? Được rồi, để anh trốn việc đi về với em vậy. Thế đi về thôi, đi về một tí. Đi đi. Mình về nhanh thôi anh ơi. Mày này. Nóng chết đi được ấy. Blippi, cậu lúc nào cũng 10 điểm. Về chuyện, anh 10 điểm. Này, đi lên cứu đi. Vâng. Cá đã cắn câu rồi. Nàng tiên cá kìa, đi thôi. Ê, chị ơi, chị có làm sao không? Mà sao chị lại bịt mặt thế? Nhan sắc của ta. Ôi ôi, cởi ra xem nào. Ôi, mommy lồng lép. Không phải, ta là nàng tiên cá. Bộ dạng này của ta là do mommy lồng lép biến thành. Có tin được không? Ta là ta nghi lắm nhá. Mọi người phải tin ta. Nàng tiên cá. Này hả má, đừng. Chị nàng tiên cá, cho dù có chuyện gì em vẫn tin chị là nàng tiên cá thật mà. Mọi người tin chị mà, chị tỉnh lại đi. Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Đi mau. Tỉnh lại đi chị ơi. Chị không sao chứ? Chị ngồi đây đợi, để em đi lấy nước. Bim bim đâu? Biến ra bim bim xem nào. Nàng tiên cá, biến ra cái gì xem nào? Biến ra vàng, cục vàng to thế này này. Vàng, biến ra xem nào. Biến xem nào, mau lên. Hai đứa chảy ranh này, tao nhìn chúng mày lâu lắm rồi đấy. Nước đến rồi. Mọi người ơi, nước về nè. Ôi dồi. Đừng mà, hai cậu làm gì tớ vậy? Hà Mã, lúc em đi. Hai người này bóp cổ chị, định giết chị này. Hà Mã, phải tin chị, nó là giả mạo đấy. Là giả đi. Thôi, anh chị đừng nói nữa, đây lúc là chị này tiên cá. Anh chị đi về đi, Hà Mã. Mày đi về. Đi về Blippi. Thôi, không sao đâu, chị chịu nước đi ạ. Bực thật đấy. Mày Hia này, chắc chắn trong chuyện này có điều gì không đúng. Chúng ta phải quay lại căn cứ Mommy Long Legs điều tra mới được. Ừ, đi thôi. Mau lên. Kia kìa, đi. Mày là ai? Mày có phải là Mommy Long Legs không? Hả? Nói mau. Này, rút cắn ra thì nó mới nói được chứ. Nói mau. Không, tớ là nàng tiên cá. Chính Mommy Long Legs đã hại tớ. Thấy chưa, đã bảo rồi. Nàng tiên cá, thấy đuôi cá đâu? Ừ, đuôi cá bị Mommy Long Legs lừa tớ đổi lấy rồi. À, thế là mọi chuyện sáng tỏ rồi. Blippi, đi thôi. Ừ, đi mau. Cái này đẹp này chị ơi. Đẹp lắm. Mày chết với tao. Mommy Long Legs, ngươi định hại người à? Hạ màn đi, được rồi đấy. Hà Mã, nó bắt nạt chị. Anh Blippi, anh làm gì đây? Anh buông tay ra đi. Hà Mã, mày tỉnh ngủ đi, đây mới là nàng tiên cá, còn nó là giả mạo. Mommy Long Legs, ngươi đã lừa ta. Hạ màn à, các ngươi còn lâu mới bắt được ta. Đâu mất rồi, nàng tiên cá của em đâu? Mày đã sáng mắt ra chưa? Đây mới là nàng tiên cá thật này. Chuyện là thế nào? Chị mới là nàng tiên cá thật, còn Mommy Long Legs là đồ giả mạo. Thôi cậu ơi, dù gì cậu cũng mất đuôi cá rồi, hãy ở lại cùng bọn tớ cho vui nhé. Ừ, đúng rồi đấy, ở lại đây nhá. Này, tớ có mấy quả mận, mọi người ăn đi. Yeah, mỗi người một quả, mình xin nha.